về chắc anh không đảo luôn á, đặc sản luôn. Hả? Giờ chỉ chết có 6 hay 6 tầng nữa nên mình làm nó nhiều lắm. Nhưng mà cảm ơn nha. Đây là trụ sở chính của công ty Hải Phong. Công ty phải cực mà tôi sẽ đi sang Nhật 3 năm tới. Ồ, nắng lên màu đẹp nè. Bên đây hơi nhiều hả anh? Một đống luôn chứ hơi nhiều gì. Lúc đầu là 500. Lúc đầu là đi qua bên Thường Tín lộn. Xong rồi bây giờ là lại tới trụ sở chính. Nói ăn bún bò trong đó. Đuối quá, bây giờ là đang đợi xe taxi về. Đây đi toàn ngoài nắng thôi mà. Đen thấy mẹ luôn. Cái mắt lên ra ngoài hít phải ăn.